Rồi em đi con đưa cho bà nội. Đu đưa không phải phê mu, đu đưa để biết em đang muốn chồng. Đu đưa không phải lòng vòng, đu đưa để biết cái lồn đóng gông. Đi là hay đó. Ấy đưa về nhà, ấy cho lòng nhà. Ấy đụng má cho lậu lòng cái cây đó. Anh ơi, cứu vớt trong cuộc đời em đi anh ơi. Em bán giấy số hoài em khổ quá à. Mong kiếp sau sẽ bán giấy giò. Nhưng kiếp này anh ơi, vớt cuộc đời em đi anh ơi. Trời đất quỷ thần ơi, la liếm hả? Kệ tao. Ui da. Đừng má, nó hàm già quá. Bây giờ mình phải tặng nó cái bông nhà họ. Phải trồng cây xi trước cửa nhà nó mới được. Coi chiếc này mẹ có bẫy tay tao hay không. Nhờ nhắc quỷ thần ơi, đứng lại. Bông dẫn họ đi chung Tết mà. Đem tặng người yêu sao nữa. Trời ơi, trời ơi, đừng có hồng cản được tao. Tin, tin, tin. Mở cửa đi. Mở cửa. Mở. Trời ơi, có một cái bông dạng thọ thôi mà. Tặng anh luôn cái làng hoa sa đét nè. Là cửa ngõ sao? Còn cái gì khác không anh? Con dầu thơm 20.000 chai mấy em nữ sinh đây xài. Ý, tặng em luôn. Ơ, dẹp mẹ cái mùi hương 20.000 của mày đi nhóc con. Em à, nguyên xe chờ neo dành cho em nè. Muốn chơi với tao không con trai? Mày đéo đủ trình đâu, coi tao ghét nè. Đó, tiền ống heo của tao bầu ra tao gom, tao mua kim cương cho nàng 750 của anh. Cảm ơn. Xin tặng cho em hộp kim cương anh mới mua 750. Cái này là loại là cái hộp cẳng dưới dép chứ đâu phải hộp kim cương đâu anh, có nhầm không vậy? Đây nè, cho anh coi kim cương cái này mới đúng nè. Rồi đeo vô nè, coi hộp kim cương của em nè. Mày sao lộn với tao đá anh chết mẹ, mày ăn đĩ chó. Má, đụng má kim cương. Sáng mắt chưa? Đụng má xe này quên đủ nhớt thì sao mà nó giật giật dữ người ta. Mà quay tàn đụng má, tàn thiệt. Em đánh xe, ơi xe anh chưa đủ nhớ, chút mình chạy mình chăm nhớ thêm nha em. Cái gì vậy? À... Đúng là dân sâu lồn có khác. Đủ tét lồn mày nói gì đi chó. Ôi đụng má vậy là hay đó, vậy là ngon đó hay. Thôi đi Thơm ơi, đụng má mày nó nướng lộn nó heo chồng vào để có con cạch vậy. Bán cho tao một món cánh gà chiên nước mắm. Đù má gà đờ mới sơn bánh mâm chạy dữ quá. Đã chịch xong. Rồi đụng mẹ cầu Sài Gòn mất mới. Dạo này vắng dữ vậy ta, không ai nhảy cầu chung với mình chứ. Buồn chích rỉ mẹ. Thời chán với thằng thất tình ghê không. Cũng may là người yêu mình không có bỏ mình. Má người yêu mình rất là chung tình, không có ham giàu giống mấy nhỏ kia bỏ. Đụng mẹ chơi hoa cũng nhảy cầu chung với nó. Ý da. Ý đụng má gì á. Đã chịch xong. Giờ đi đâu nữa? Nhảy cầu chứ đi đâu. Rồi mời qua luôn. Subscribe vào YouTube này, nhớ subscribe kênh nhá. Mấy bạn nhớ subscribe kênh nhá.